Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn các bạn mới bắt đầu để mua họa cụ vẽ làm sao cho nó hợp lý, kẻo tránh phải những cái trường hợp là các bạn mua một số họa cụ nhưng mà về không dùng đến thì nó sẽ rất là lãng phí. Mà thực ra họa cụ thì nhiều món nó rất là mắc tiền, nhưng mà đôi khi mua chất đống của nó nhưng mà không dùng đến thì nó cũng rất là lãng phí. Thế nên là hôm nay cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái món đồ, những cái họa cụ là căn bản nhất để cho các bạn học tập vẽ, cũng như là đây là cái số họa cụ mình để mình dùng, mình vẽ hàng ngày, và cũng như là mình dạy các bạn ở trong lớp của mình. Thì nó bao gồm những thứ này nhé. Và như chúng ta thấy thì có rất nhiều loại họa cụ khác nhau, và có rất nhiều lớp vẽ hay là tất cả các bạn vẽ có thể sử dụng họa cụ khác nhau để vẽ ra một bức tranh. Đấy, thì đây là mình hướng dẫn là theo cái cách vẽ của lớp mình nhưng mà căn bản nhất thì các bạn vẫn phải cần lưu ý những cái đồ, đây là đồ căn bản nhất để cho các bạn mới học tập. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn từng chi tiết từng họa cụ một nhé. Đầu tiên là cái chì 2B, đây là cái chì này là cổ Đức, chì xác lơ của Đức nhé. Mình hay sử dụng loại chì này. Chì này thì nó cũng không có nó mắc lắm, nó tầm 18.000 một cây thôi, hiện tại khoảng 18.000 cây nhé. Thì cái sắc độ của cái chì này nó không có đậm, cái này mình dựng hình thì rất là tốt nha, mình nhận dựng hình đấy, dựng hình sắc độ của cái chì 2B này là sắc độ nhạt nhất nha. Xong đến cây 6B, đây là 2B này, và đây là cây 6B này. 2B 6B sắc độ nó sẽ đậm hơn một tí, đây là sắc độ chung của nó, không có thể mình sẽ nhấn nó sẽ đen hơn. Và đây là 8B, sắc độ 8B thì nó sẽ sâu hơn. Đây là sắc độ chung nha, sắc độ chung đó, sắc độ chung của ba dòng chì này. À, chúng ta có thể phối lại với nhau vẫn được, chúng ta có thể sử dụng 6B vẫn đánh đậm hơn được đó, các bạn thấy không, và 8B nó sẽ đen thui hơn vẫn được đó đó, và 2B nó cũng sắc độ nó sẽ sâu hơn một tí đó. Đặc điểm của chì đen, của chì xác lơ đen này, chì Đức xác lơ đen này là nó không, nó rất là ít dầu cho nên nó không gây ra tình trạng bóng. Còn cái chì màu xanh này thì nó sẽ nhiều dầu hơn. Thì cái chì màu đen này á, thì chúng ta nếu mà chúng ta vẽ phối với than á thì chúng ta nên vẽ chì màu đen hơn nha. Rồi, đây là chì, và đây là cây than. Cây than này thì chúng ta sử dụng để vẽ tóc hoặc là chúng ta cũng có thể để sử dụng vào những cái chi tiết nó quá đen, nó thay cho chì 8B. Cây than này nó rất là đen đó, chúng ta sử dụng vẽ tóc này đó, chúng ta có thể sử dụng vẽ tóc này đó. Chúng ta sử dụng vẽ tóc này, nó rất là đen đó. Chúng ta có thể di đi, dùng tay hay dùng giấy chúng ta di đi, nó rất là liền lạc đó, các bạn thấy nó rất là đen nha, nó không bị bóng như bút chì, nhưng mà chì đi vào thì nó sẽ rất là bóng đó. Nếu chúng ta tô ở một mảng đậm thì chúng ta có thể bẻ cái đầu này ra, bẻ ra và chúng ta lột vỏ ra. Khi lột vỏ ra thì nó sẽ được một cái cục than như thế này, thì chúng ta đi nó rất là đen đó. Đó. Sau thì chúng ta sẽ dùng cái bút gôm để chúng ta lấy sáng lên nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cái bút gôm luôn để lấy sáng luôn. Thì đây là cái bút gôm, ngoài Bắc thì gọi là cái cục, cái bút tẩy. Thì cái bút gôm này của Nhật nha, chúng ta sử dụng cái bút màu xanh như này đó, bút màu xanh. Chúng ta cắt bắt đầu để chúng ta lấy sáng vào những chỗ nhỏ hoặc là tỉa tóc, chúng ta lấy sáng cái tóc nó lên đó, đây này. Đó, chúng ta lấy sáng. Mình quay như này thì có thể nó sẽ không được sáng lắm, nhưng mà đó, chúng ta lấy sáng lên cho tóc. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta lấy sáng lên cho tóc. Đặc điểm của cái bút gôm này nó rất là tiện lợi. Thì các bạn, khi mà các bạn gặp vấn đề về những cái điểm sáng ở trong cái tròng mắt nó rất là nhỏ, nếu mà chúng ta dùng cục gôm chúng ta tẩy vào thì nó sẽ rất là khó. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái bút gôm mà chúng ta cắt vát, chúng ta tẩy vào thì nó rất là dễ, bởi vì nó nhỏ, rất là nhỏ. Thứ hai là chúng ta để sử dụng, chúng ta lấy sáng những cái tóc này rồi, đúng không? Cái bút gôm này chúng ta có thể thay thế nó bằng một bộ ngòi, chúng ta mua một bộ ngòi rời. Đây là bút này, là bút của Nhật nhé các bạn nhé. Bút của Nhật thì các bạn lên mạng các bạn tìm mua nó cũng sẽ vẫn có, tại vì có nhiều bạn hỏi mình nhé. Nhưng mà cái này mình không thấy nó có tên. Thì các bạn cứ nên sờn mà bút tẩy hoặc bút gôm thì nó sẽ hiện ra cho các bạn để các bạn thấy nha.
Rồi, còn cái nữa là đây là cái cây di chì. Cây di chì này thì nó được làm từ giấy cuộn, cuộn lại. Nếu mà chúng ta mua thì chúng ta nó có mười mấy ngàn một bịch thôi, một bịch nó có 3 cây. Nếu mà chúng ta biết chỗ mua hoặc chúng ta mua được thì chúng ta mua, mà không thì chúng ta có thể dùng giấy là cuộn lại, cuộn chặt lại và cắt nhọn nó đầu đi. Thì nó có tác dụng là nó di vào những cái điểm nhỏ, ví dụ như là cái mí mắt hay cái bọng mắt hay là cái cánh mũi gì đấy, những cái chỗ nó nhỏ mà chúng ta không đưa giấy thì chúng ta di được, chúng ta trái được, thì chúng ta nên sử dụng bằng cái này hoặc để dùng vẽ cái da của người già. Đấy là đây là cây di chì nhé. Và đây là cái bút bút trắng Sakura. Bút này là bút Sakura, bút sơn. Thì nó sử dụng cho những cái điểm như là cái tròng mắt mà nó tròng đen ấy, mà nó có những cái điểm sáng chúng ta không chừa đấy. Thì chúng ta khi sau khi chúng ta đi xong chúng ta có thể chấm lên thì nó sẽ sáng như vậy. Nhưng mà tôi khuyên các bạn không nên sử dụng cái này quá nhiều vào những cái, ví dụ như là những cái tròng trắng của gọng gọng kiếng á, hay là những cái sợi tóc trắng, chúng ta không nên dùng cái nó, và chúng ta nên dùng cái bút này chúng ta lấy sáng, chứ đừng dùng cái bút sơn này. Nhìn cái tranh bên ngoài nó giả tạo lắm, nó không có, chụp lên thì đôi khi nó đẹp nhưng mà nhìn bên ngoài nó rất là giả tạo, nó không có được thực, nó rất là xấu nhá. Cái này chỉ sử dụng tròng mắt là tốt nhất, những cái bóng mắt á. Và đây là cây than thì như vừa nãy tôi đã hướng dẫn rồi. Và đây chúng ta nên sử dụng gôm. Cái gôm này á, cục tẩy này là cục tẩy của Hàn Quốc 4B này. Nó rất là dẻo nha. Đấy, chúng ta có nhiều loại, chúng ta sử dụng nhiều nhưng mà tôi sử dụng một cái loại này. Nó rất là dẻo và rất là khi mà tẩy nó không bị vụn ra. Tôi bị tẩy nó không không có bị vụn, tẩy nó không có bị vỡ nát ra. Đó. Nó đó, bị tẩy nó rất là dẻo mà nó độ ra của nó rất là ra. Nó ra rất là tốt, nó tẩy rất là tốt, nó không bị vụn vỡ rời ra. Đấy, nó rất là hạn chế, còn bình thường tẩy mấy tẩy mà thường thường ấy, thì nó sẽ bị vỡ rời, nó rất là ghê. Đó, đây là tẩy nha. Đó. Và cái quan trọng nhất là cái này này, con dao này. Các bạn lưu ý nha, con dao. Các bạn khi chúng ta vẽ tranh chúng ta không nên chuốt, bởi vì là chúng ta chuốt ạ, khi mà chúng ta chuốt đây này, cái đầu chì nó sẽ thù dù ra như này, nó không được dài, nó không được dài. Thì khi mà đặt chúng ta vuốt chúng ta đánh chì như này, đôi khi nó bị cấn cấn vào cái đầu này, gỗ này chúng ta chỉ dựng nó viết thì người ta mới dựng, còn khi vẽ là người ta ngả chì đánh mà, thì đôi khi nó sẽ bị cấn và chì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Thế nên là chỉ có chuốt này thì đây chúng ta chuốt là nó sẽ được cái chì như này, nó khác nhau các bạn nhìn này. Đó, à chúng ta gọt, chúng ta dùng dao chúng ta gọt thì nó lại được cây chì như này, thì khi chúng ta đánh nó sẽ rất là dễ. Đó, hoặc chúng ta dựng hình, chúng ta tách mảng, tất cả thứ nó đều rất là dễ dàng, còn như này thì nó rất là khó. Này chỉ các em học sinh viết thì mới dùng chuốt. Đó, chuốt đi. Còn là khi chúng ta vẽ thì chúng ta nên sử dụng dao để chúng ta gọt nhé. Và một cái nữa là cái này là cái than. Đây là một than liễu hay là cũng gọi là than củi. Đấy, chúng ta mua ống than này nữa. Thì cái than này nó rất là mềm, nó được đốt từ cái cành củi đấy. Đấy đi, thì nó rất là mềm cũng như nó không đen. Đó các bạn nhìn nhé, nó không đen nhưng nó rất là mềm và nó rất là mịn. Chúng ta có thể sử dụng cái này để vẽ áo vét hay là vẽ những cái tóc mà mẫu con tóc nó vàng á, hay vẽ nền. Nói chung nó sử dụng rất là được nhiều thứ. Đấy, nó rất là mịn mềm này, chúng ta bẻ ra chúng ta đi như vậy. Đấy, thì sau khi chúng ta đi chúng ta cũng vẫn có thể lấy sáng được các kiểu, nó rất là đẹp. Đấy, đấy nó rất là đẹp nhé. Đấy, đây là than than liễu nha các bạn nhé, hoặc than củi, các bạn cứ hỏi hai cái đó là nhà sẽ có. Đó, đây là mẫu này. Đó. Đấy, còn khi mà các bạn lên thì cũng đừng không thiếu cái này. Đây là cái tờ giấy, giấy này giấy ăn này rất là mềm này. Chúng ta là mua bộ giấy ăn, cái giấy cuộn á, thì khi chúng ta chà vào nó mềm, nó rất là mềm, nó sẽ mịn. Còn nếu bạn nào mà tỉa nét không ấy thì không cần gì thì thôi, không cần mịn ấy, thì không cần sử dụng cái tờ giấy này. Chúng ta nên gấp nhỏ xíu lại gọn lại nha. Thì các bạn nào đang tỉa nét thì cứ tên là tỉa thôi, tỉa dày nét, ít phân nét vào thôi. Đấy, không cần thiết phải dùng cái giấy này thì thôi. Đây là những cái căn bản nha. Hoặc là chúng ta dùng cái bông, cái miếng bông chúng ta cũng có thể gì được nha. Còn sau khi hoàn thiện thì tại sao mà làm sao để bảo quản tranh? Thì các bạn đây, cái này là cái chốt sau này. Đây, cái này là cái sơn, sơn ATM. ATM A10. Cái sơn này là nó là cái sơn bóng, nó có chức năng bảo quản tranh rất là tốt mà rất là rẻ. Nó chỉ có hai mấy ba chục ngàn một hộp thôi. Thì khi mà chúng ta dơ xe là chúng ta xịt. Xịt, chúng ta phải xịt đều, nắp nắp là xịt đều.
xịt khoảng hai lớp, xịt đều xịt mỏng thôi, chứ đừng đừng dí một chỗ xịt nó bị chảy, là coi như là công lao các bạn vẽ cả chục tiếng mới được một cái chân dung, các bạn xịt cái là vứt đi luôn. Thế nên các bạn lưu ý là phải dơ xa ra xịt cẩn thận nhé. Thì đây là cái video mình hướng dẫn các bạn về cả những cái căn bản nhất là các bạn học tập. Thì trong cái channel của mình là nó có rất là nhiều cái video mình đăng lên, mình hướng dẫn từ căn bản đến mọi thứ ở trong đó, thì các bạn có thể vào các bạn tìm để tham khảo thêm các cái video. Cái video mình làm đều là mang tính chất tham khảo, bởi vì là chúng ta vẽ có thể nó sẽ có một cách vẽ khác nhau hoặc là các lớp dạy khác nhau, nên là mình không có thể mình nói là mình làm là đúng được, có thể có những lớp khác người ta làm hay hơn, nhưng đây là chỉ là video của các bạn tham khảo để cho nó bổ sung thêm kiến thức cho các bạn. Thì các bạn có thắc mắc hay không muốn mình làm các clip gì tiếp theo thì cứ comment phía dưới cho mình, để mình tranh thủ thời gian là mình làm mình đăng lên. Và nhớ là like và bấm đăng ký kênh để nhận được các video mới nhất của mình nhé. Rồi xin tạm biệt các bạn nhé.